kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, học tập chưa từng là một việc dễ dàng đối với mọi người. Ôn luyện trước mỗi kỳ thi, thức đêm chuẩn bị các bài tập nối tiếp nhau, quá bận rộn đến mức không có đủ thời gian tham gia các câu lạc bộ hay chơi thể thao. Bạn như luôn chạy đua với vô số hoạt động ở trường đại học, để rồi nhận ra bạn không bao giờ làm chủ được thời gian mà chỉ là người chịu áp lực ngày một căng thẳng. Đừng quá lo lắng, tin tốt là bạn vừa có thể học tập tốt, vừa có thể thoải mái vui chơi và tận hưởng trọn vẹn niềm vui nơi giảng đường đại học. Cuốn sách Đại học hay học đại của tác giả Martin Rengel sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Cuốn sách này còn có tác dụng như một đòn bẩy thúc đẩy việc học và quản lý thời gian của bạn, mang lại cho bạn những cách thức, công cụ sắp xếp, thiết lập và cân bằng trong từng giai đoạn học tập của bạn. Hãy để cuốn sách đồng hành và giúp bạn trở thành một sinh viên thành công. Bạn đã bao giờ tự hỏi giai đoạn quan trọng nhất trong những năm tháng học tập của bạn là gì? Bạn có 3 đến 5 năm để tạo ra nền tảng cho sự nghiệp chuyên nghiệp trong tương lai và đồng thời tận hưởng niềm vui trong cuộc sống của mình. Những năm tháng học tập giống như một ván bài roulette đầy màu sắc và năng lượng. Thời gian và tiền bạc của bạn là những con chip trò chơi màu đỏ, xanh dương và vàng mà bạn phải phân bổ khéo léo. Sự sắp xếp thông minh, sự tập trung và sự phân bố của các con chip sẽ giúp bạn hạnh phúc. Bạn không cần phải chờ đợi cơ hội. Tại đây, bạn có thể ước tính xác suất đặt cược thành công thông qua trí óc của bạn. Quãng thời gian học tập là cơ hội để tìm ra những gì bạn muốn làm trong cuộc sống. Bởi thời gian học tập là cơ hội để tìm ra mục tiêu của bạn. Cuốn sách Đại học hay học đại sẽ đóng vai trò như một vị cố vấn giúp đỡ bạn trong công cuộc chọn lựa của mình. Tác giả, chuyên gia giáo dục người Đức Martin Rengel quan điểm: hãy học tập và nghiên cứu hết mình, nhưng vẫn không quên những cuộc vui. Ông viết cuốn Đại học hay học đại đúc kết lại những trải nghiệm thực tế chân thực để gợi ý cho các bạn cách học tập hiệu quả và đầy hứng thú. Xuyên suốt 10 chương sách, bạn sẽ nhận diện được các vấn đề quan trọng, xác định rõ những điều cần làm và bắt tay vào hành động. Đặc biệt, những bí kíp trong sách không giới hạn trong lĩnh vực học tập mà còn là kỹ năng sinh tồn để bạn thay đổi nếp sống, quản lý thời gian khôn khéo hơn và sắp xếp các hoạt động ngoại khóa thật phù hợp. Nói tóm lại, đời sống đại học của bạn sẽ trở nên tươi mới và đầy ắp niềm vui, không có chỗ cho sự nhàm chán và những áp lực không cần có, với sự trợ giúp thiết thực đến từ cuốn sách của Martin Rengel. Vì sao tác giả Martin Rengel lại đặt tên cuốn sách là Đại học hay học đại? Thông thường, những cuốn sách tham khảo hay thiên về lý thuyết và thiếu sự quy chiếu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của sinh viên. Trái lại, tác giả hiện tại vẫn đang là một sinh viên và đã trải qua tất cả những thách thức thăng trầm của cuộc sống sinh viên. Bởi vậy, các chủ đề trong sách vô cùng thiết thực và gần gũi với các bạn sinh viên. Cuốn sách cũng chứa đựng những lời khuyên hữu ích từ bạn bè ở các khoa khác nhau, cũng như kinh nghiệm từ phòng thí nghiệm quản lý thời gian, một khóa học tại Đại học Whitehead mà tác giả đã tổ chức và tham gia giảng dạy. Theo tác giả, bất cứ ai cũng nên đặt khái niệm tự quản lý tốt các mục tiêu trọng tâm. Đó là lý do tại sao tác giả trình bày các khái niệm và phương pháp giúp bạn đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống. Các vấn đề thường xoay quanh việc học, công việc hay thậm chí là thời gian rảnh rỗi. Không nên quyết định rằng một trong ba chủ đề này thiếu phần quan trọng hơn hai chủ đề còn lại. Các vấn đề cá nhân trong cuộc sống thường làm ảnh hưởng tới sự tập trung và động lực của bạn, hoặc việc học trên lớp trở nên căng thẳng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống riêng của bạn. Tất cả có thể được gây dựng từ con số 0. Tác giả muốn trình bày tất cả những khía cạnh trong việc phát triển nhân cách và tự quản lý cùng một lúc. Vì vậy, bạn chỉ cần đọc một cuốn sách này thay vì 5 quyển sách khác nhau. Đại học hay học đại được tác giả chia thành 5 phần, đi từ các chiến lược đến cách thực hành cụ thể. Tác giả đặt tên phần A trong cuốn sách của mình bằng hai từ địa thế, bởi trước khi đi du lịch, bạn cần tìm hiểu khái quát về địa hình và khí hậu nơi mình sẽ đi. Do đó, chúng ta hãy xem xét các khía cạnh thiết yếu của cuộc sống
học tập và giải quyết triệt để những đặc điểm cơ bản mà mỗi sinh viên cần nên có để có thể phản ứng một cách tối ưu với các điều kiện học tập. Học tập, điều đó thực sự là gì? Chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn trẻ thắc mắc câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta học để làm gì? Tại sao lại phải học triết? Nó chả giúp ích được gì cho cuộc sống sau này của tôi. Sao tôi phải học nhiều môn học mà tôi chẳng áp dụng được gì vào cuộc sống? Tất cả chúng ta, kể từ khi sinh ra đã bắt đầu quá trình học tập. Đầu tiên ta học ăn, học nói, lớn thêm chút nữa ta học chữ, học đánh vần. Rồi thời gian qua đi ta dần trưởng thành không còn chỉ là học tập kiến thức sách vở trên nhà trường, mà còn học những điều chỉ có cuộc sống mới có thể dạy bạn. Mặc dù chúng ta được học rất nhiều môn học, nhưng chúng ta lại không biết nó sẽ cung cấp phạm vi kiến thức nào trong tương lai. Có khi mục đích việc học tập của chúng ta không phải là để tiếp thu kiến thức áp dụng vào cuộc sống, mà đơn giản chỉ là học để vượt qua kỳ thi học kỳ. Để tránh trường hợp này xảy ra, bạn cần nhiều hơn sự mạnh mẽ, vững vàng tiềm ẩn bên trong. Bạn phải rèn luyện các kỹ năng và tính cách, cũng như phát triển sự dũng cảm bền bỉ và óc sáng tạo. Và tác giả đã nghiên cứu trong một thời gian dài để đúc kết thành 7 phẩm chất của một sinh viên thành công. Chắc chắn nó sẽ rất hữu ích đối với bạn. Trong đó, phẩm chất cơ bản, bạn có thể tiến hành ở phần B chính là xác định phương hướng. Bạn muốn đi đến đâu, tìm được con đường đi riêng và định hướng cho những mong muốn cũng như nhu cầu đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đạt được thành công của bạn. Bạn có thể lấy cảm hứng từ người khác, nhưng ước mơ và mục đích đến cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của bạn quyết định hướng đi của bạn. Mục tiêu và thế mạnh là hai yếu tố gắn liền với nhau. Đối với những gì chúng ta muốn làm, chúng ta có thể thực hiện rất tốt. Bạn sẽ tìm cách cơ hội để thấy theo đuổi các câu nói này và biết được điều gì thực sự ý nghĩa với bạn. Ở phần C, quản lý thời gian và lập kế hoạch. Bạn sẽ học được cách quản lý thời gian, từ đó bạn có thể làm nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Với việc lập kế hoạch, thực hiện và tổ chức đúng đắn, bạn sẽ có cái nhìn bao quát tốt hơn, có cơ chế và sử dụng hiệu quả hơn. Điều này giúp bạn có thêm thời gian rảnh hoặc dành cho các công việc chuyên môn. Vì việc học tập đôi khi giống như một chuyến đi khó khăn và bạn có thể thiếu đi sự chuẩn bị cần thiết, nên tác giả đã viết phần D, quá trình thực hiện tốc độ nhanh hay chậm. Phần này sẽ chỉ ra những cạm bẫy và chướng ngại vật đặc biệt nguy hiểm. Những kẻ gian nguy hiểm, sự yêu cầu quỷ quyệt và đầm lầy sâu thẳm của sự thiếu quyết đoán. Hầu hết các sinh viên ở các trường đại học thường để cho bản thân lâm vào tình cảnh nước đến chân mới nhảy. Thường gần đến ngày thi chúng ta mới bắt đầu lao đầu vào ôn luyện, dẫn đến tình cảnh kiến thức nắm không vững, hậu quả là thành tích học tập kém. Hãy làm quen với quy tắc chờ đợi trong học tập để cơ thể bạn làm việc một cách kỷ luật, bắt đầu với khối lượng công việc nhỏ. Ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu với một nhiệm vụ, dù bạn có đạt được hiệu quả như thế nào, bạn phải kiên trì trong một khoảng thời gian. Khi làm được điều này có thể dẫn đến niềm vui với việc học tập. Tác giả sẽ giải quyết các tình huống điển hình hàng ngày và các vấn đề về sử dụng thời gian của sinh viên. Cho dù bạn quá lười nhác, quá căng thẳng hoặc không quyết đoán, ở đây bạn sẽ tìm thấy các mẹo phù hợp. Và cuối cùng, phần E, các loại hình hỗ trợ, sự sắp xếp và tổ chức. Không thể có chuyến đi nào nếu thiếu các công cụ hỗ trợ. Không thể có hệ thống giáo dục nào thiếu đi sự tổ chức quy củ. Trong phần này, bạn sẽ được học một vài mẹo nhỏ để có thể sắp xếp lại bàn làm việc, máy tính, cũng như giấy tờ, email. Hãy để cuốn Cảm năng, Đại học hay Học đại biến quãng thời gian trên giảng đường đại học thành những kỷ niệm tuyệt vời không thể quên của bạn. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Thân mến, chào tạm biệt.